Kính thưa tất cả bà con, thì trong ngày hôm qua đó là những cái fan của Thiền Nam đã kinh động khi là chứng kiến một cuộc bao vây của cơ quan cảnh sát điều tra ở Thiền Nam để cưỡng chế lấy lời khai. Và ở Thiền Am không chỉ xảy ra một lần như thế, còn có một số lần trước đây. Cho nên trong cái video này, tôi đưa ra cái lời khuyên đối với Thiền Am và đối với những ai thân thiết với Thiền Am, chuyển cái lời khuyên này đến với lại là những người ở trong Thiền Am, và đặc biệt nhất là ông cụ Lê Tùng Vân, là những người Thiền Am cần tuân thủ các cái yêu cầu tố tụng của cơ quan điều tra để tránh những cái kinh thiên động địa như vừa rồi. Đấy, khi mình không tuân thủ thì mình bị cưỡng chế. Thế đó là quy định của pháp luật. Ở nơi nào cũng thế, ở đất nước nào cũng thế thôi. Ngay cả đất nước mà gọi là dân chủ số 1 thế giới thì cũng vẫn bị như thường. Đấy. Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Thì tôi phân tích là như thế này. Ví dụ như cái đối với cái phiên tòa, hoặc là đối với lại cái cáo trạng hoặc là kết luận điều tra, thì dư luận có thể phân tích, có thể đánh giá để thấy rằng cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào rằng là gây ra những cái oan, vân vân. Nhưng mà đối với các cái bước tố tụng, khi cơ quan điều tra yêu cầu thì nhất thiết Thiền Am phải tuân thủ 100%, không có phản kháng gì ở đây cả. Đấy, phải tuân thủ. Bởi vì nếu không tuân thủ thì lập tức sẽ bị cưỡng chế. Đấy. Tuân thủ trước, sau đó thấy có những cái tiến trình tố tụng nào mà nó không phù hợp, cụ thể là mình thấy là lạ, thì báo cho luật sư biết, và luật sư họ sẽ là xác thực và họ sẽ kiểm chứng cái bước tố tụng đó. Chứ còn khi mà công an, khi mà cơ quan điều tra họ yêu cầu mà không thực hiện thì hoàn toàn không ổn chút nào. Họ đã gửi giấy mời yêu cầu lên làm việc là phải lên làm việc, chứ không nhưng nhị gì cả. Nếu không lên, họ sẽ cho xe đặc chủng tới nhà và cưỡng chế lên. Và khi đó là cũng không có nói là công an thế này, công an thế khác được. Trước hết là vì mình. Cho nên ngày hôm qua ở chỗ Thiền Am đó cũng làm tá là lã. Khiến cho là những người là fan của họ đó là ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Rồi trong đó cũng sẽ có những người phản ứng một cách là tiêu cực. Đấy, thí dụ như là bảo rằng là cơ quan điều tra bắt ép đồ thế này thế khác, thì điều đó là không đúng, bởi vì mời được không đến.
thì người ta phải cưỡng chế. Và ở đây tôi cũng thấy rằng là họ cưỡng chế đến mấy lần lận, chứ không phải mấy lần này. Ví dụ như là cái việc tống đạt kết quả ADN, thì người ta đưa cái kết quả đó thì nhận đi, có cái gì đâu mà không nhận. Đưa kết quả giám định thì là tại sao phải không nhận? Không nhận là vô lý, phải nhận. Thậm chí rằng là người ta chưa đưa còn phải chạy đi hỏi nữa đó. Hỏi là đã có kết quả chưa để lấy về nhà nữa. Thế còn là người ta đưa mà là không nhận mà đóng cửa lại, để người ta phải làm kinh thiên động địa lên. Đấy. Rồi. Trước nữa, cái việc cưỡng chế lấy mẫu thì quy trình tố tụng nó là như thế, thì cứ để người ta lấy mẫu bình thường đi, mắc mớ gì mà không để người ta lấy mẫu. Quy định pháp luật à, giờ phải lấy mẫu để giám định, mà là chống là cái việc đó sao được. Về cái lấy mẫu đó, có rất nhiều người bảo rằng là không nên hợp tác ở cái chỗ đó. Tôi cho rằng cái đó là cái bậy. Đối với tôi đó, tôi còn tự nguyện lấy mẫu, và lấy mẫu tất cả cái thiền nam. Nếu mà tôi là ông cụ Lê Tùng Vân, tôi sẽ lấy mẫu của tôi và lấy mẫu của tất cả những người trong thiền nam, gửi đến một cái đơn vị xét nghiệm, nhờ họ xét nghiệm, và tôi về tôi công bố luôn kết quả đó, chứ không chờ đến cái mức mà coi như cơ quan điều tra họ đến họ lấy mẫu mà cứ lằng nhằng không để họ lấy mẫu. Cuối cùng họ phải cưỡng chế. Nên nhớ rằng cưỡng chế đôi lúc nó gây ra những cái xáo trộn đã đành, nhưng mà rồi đôi lúc là nó cũng có những cái rủi ro ngoài ý muốn thế này là thế khác, thì mình cũng gánh chịu hết, chứ không phải để đợi đến cưỡng chế mà hay. Đợi đến cưỡng chế là không hay chút nào. Đấy, tôi ta lấy thí dụ như cái trường hợp thế này thì mới chống cưỡng chế này. Thí dụ cái tranh chấp nhà mà tôi thấy rằng là oan ức sờ sờ, mà tôi cái nhà của tôi là cũng bị coi như đem giao cho một cái người mà là cơ sở pháp lý rất là yếu, thì khi đó thì mới nghĩ đến cái chuyện bây giờ bằng mọi cách mà không cho giao là cái nhà này, để chờ là khiếu nại hoặc là xin giám đốc thẩm hoặc là thế này là thế khác. Đây. Chứ còn lại là những cái mà là bình thường khác, ví dụ như người ta lấy mẫu thì để người ta lấy, rồi người ta mời làm việc thì mình phải đi. Mời làm việc mà không đi sao được. Rồi người ta giao cái kết quả A, cái kết quả B. Đấy. Giao những cái văn bản nọ, văn bản kia. Thì lo mà lấy chứ sao lại không lấy. Này là nó vô lý. Tại sao lại không lấy? Đấy. Có thể ông cụ Lê Tùng Vân, ông lớn tuổi rồi, thì ông có thể rằng là ông hơi chướng. Thế nhưng mà những người ở thiền nam đó, có thể những cái việc bình thường như thế thì tự quyết lấy, cũng không cần phải báo cho ông cụ Lê Tùng Vân, để cho ông cụ phải ra những cái lệnh mà tiêu cực. Đấy, thí dụ như nhận cái kết quả giám định, một người nào đó ở trong đó có thể ra mở cửa và ký nhận cái chuyện nó bình thường.
chứ không cứ nhận đóng cửa lại để làm gì. Đấy. Và bất cứ khi nào công an họ đến gõ cửa thì phải mở cửa, mở cửa để xem họ có vấn đề gì hay không. Chứ họ gõ mà không mở cửa thì gõ 2-3 lần không mở cửa không vào được là họ phải cưỡng chế. Đấy. Cưỡng chế là phá cái khóa cửa đấy. Thì trước hết là mất cái một cái khóa này, phải tốn tiền đi mua cái khóa khác về khóa này. Chứ ở đâu bắt đền họ được à? Không có chuyện đó. Cho nên tôi nói gì thì nói. Ở Việt Nam cần phải tuân thủ các cái bước tố tụng của cơ quan điều tra. Sau đó là muốn kêu oan cái gì thì kêu oan là bằng đơn từ, bằng những cách khác. Nhưng mà cứ những cái việc như thế mà chống đối lại để gây ra những cuộc kinh thiên động địa, tôi cho rằng là dần dần ấy, những người ủng hộ Việt Nam họ sẽ dần dần là họ sẽ không còn ủng hộ nhiều nữa. À. Chứ không phải là tỏ ra rằng là kiểu như là không hợp tác từ A đến Z mà mọi người ủng hộ hết. Không hợp tác kiểu đó là không ủng hộ. Cần phải hợp tác. Đối với tôi, ví dụ như cái những cái nội dung buộc tội mà buộc tội sai thì tôi lên tiếng, tôi chỉ trích các cơ quan chức năng, thậm chí tôi còn có thể là gửi đơn đến các cái cấp trung ương hoặc là các cái vị lãnh đạo cao cấp nhất để lên tiếng về những cái nội dung oan sai nếu có. Chứ còn mà các cái bước về tố tụng mà không tuân thủ thì tôi cũng hoàn toàn không chấp nhận. Đó. Thì câu chuyện ngày hôm qua nó là như thế. Đấy. Những người ở Việt Nam mà cụ thể rằng là ông cụ Lê Tùng Vân mà cả những cái người bình thường khác thì cũng nên có cái cách xử sự sao cho nó là phù hợp, không để xảy ra những cái kinh thiên động địa tiếp theo. Rồi. Ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp lại bà con trong video sau. Xin bye bye tất cả mọi người.